Rồi. Lần này thì mình để cái mic hơi thấp một chút nha mọi người, do nó bị vướng cái dây này, dây an toàn. Thì hôm nay thứ sáu, mừng quá, mình giống mọi người thôi, rất là mê tới ngày cuối tuần để có thể ở nhà chơi với con. Hôm nay thì chắc là mình sẽ nói lại một cái chủ đề mình đã quay hôm trước rồi, nhưng mà thực chất thì khi mà mình quay thì mình cũng không nghĩ là dùng cái mic của điện thoại nó tệ đến như vậy. Nên thôi, mình không có post cái clip đó lên nữa, mình nói lại vậy, nhưng mà chắc chắn là nói lần thứ hai nó sẽ khác lần đầu. cái câu chuyện của ngày hôm nay sẽ là về một trong những cái kỹ năng mà cực kỳ quan trọng của một người làm leader. Thì ai cũng biết là làm leader thì phải hiểu về con người rồi, đó. Và ai cũng biết là làm leader thì phải biết quản lý thời gian rồi, đúng không? Ai cũng biết chuyện đó. Rồi nhưng mà thực chất thì cái leader mà thông thường mà những cái người mà làm leader mà ở level cao, họ có cái gì mà chúng ta sẽ không có hoặc là chúng ta chưa có? Điều gì khiến cho họ khác với những người bình thường? Đương nhiên các bạn sẽ thấy rằng là một người leader thì cần phải có một cái niềm tin vào một cái ý tưởng hoặc là một cái ideal nào đó mà họ sẽ muốn hiện thực hóa nó, và họ sẽ tìm cách để mà thuyết phục mọi người đi theo họ, để mà đi hướng tới một cái mục tiêu nào đó. Chuyện đó chuyện đương nhiên. Cái niềm tin là yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà bạn làm leader. Nhưng có một thứ khác nó cũng quan trọng không kém. Đó là cái thứ mà các bạn nước ngoài hay gọi là connecting the dot. Tức là nối kết các cái điểm lại với nhau. Tức là họ vẽ ra được bức tranh toàn cảnh, ha. Hoặc là họ có được một cái góc nhìn mà người ta hay gọi là bird's eye view. Tức là khi mà mình bay như cái con chim á, mình ở trên bầu trời á, mình nhìn xuống thì mình thấy toàn cảnh của một cái vùng đất, của một cái nơi. Thì làm người leader thì phải thấy được cái bức tranh toàn cảnh và lắp được các miếng ghép lại với nhau để nhìn thấy được bức tranh đó. Nó bức tranh toàn cảnh nó giống như là một con voi, và người leader thì giống như là một người thầy bói mù. Mù ở đây có nghĩa là gì? Cái góc nhìn của họ, họ chỉ thấy được một phần thôi, nhưng mà nhiệm vụ của họ thì phải đi tìm cách lắp ghép lại, nối chúng lại với nhau, trở thành một bức tranh toàn cảnh và nhìn ra được cái nhu cầu thực sự, cái điều cần phải thay đổi thực sự cho tổ chức của mình, hoặc là một cái cơ hội kinh doanh thực sự mà bay trên cái nhu cầu đang có của người dùng. Thì cái khả năng mà connecting the dot đó nó không dễ để có. Nói thật ra là như vậy, không dễ để có. Vì sao mà nói rằng là nó không dễ để có? Tại vì một cái bức tranh mà toàn cảnh, hay nói cách khác là nhìn thấy được tất từng tật mọi thứ, thì đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Và cái kỹ năng đầu tiên mà cái người đó cần phải có, đó là họ hiểu biết về chính trị. Và thực chất chính trị là gì? Hiểu biết về động cơ của từng người và từng tổ chức. Khi họ hiểu biết về động cơ của từng người và từng tổ chức thì họ mới có thể kết nối những con người đó lại với nhau, và kết nối những con người đó với cái mục tiêu của tổ chức thông qua cái chiến lược là win-win, tức là cả đôi bên đều có lợi, thì người ta mới theo mình.
Đấy, đó là một cái điểm mà gọi như là anh này anh phải giỏi về chính trị, anh phải hiểu về con người và anh phải hiểu được cái động cơ của con người. Và thêm một cái điểm nữa đó là anh phải có kiến thức tổng quan về cái domain mà anh đang làm. Ví dụ giống như là bây giờ Dũng đang làm việc trong ngành làm phần mềm cho xe ô tô, mà Dũng thì không có làm phần mềm cho ô tô, nói thẳng ra là như vậy. Dũng làm trong một cái gọi là một cái nhánh phụ trợ cho những người làm phần mềm cho ô tô, gọi là làm các cái tool chain cho họ. Nó giống như câu chuyện rằng là bạn bạn viết một web application thì bạn cần Git, bạn cần Jira, bạn cần Confluent, bạn cần cái build tool, bạn cần Terraform, whatever. Thì cái bộ phận của Dũng nó cũng là những cái người mà làm ra các cái phần mềm phụ trợ cho cái quá trình sản xuất phần mềm, nhưng mà ở đây là phần mềm sản xuất ô tô. Và nếu Dũng không có được một cái nhìn toàn diện về sản xuất phần mềm cho ô tô thì có nghĩa rằng là Dũng không có thấy được bức tranh lớn. Và khi mà không thấy được bức tranh lớn thì rất dễ đưa ra những cái quyết định sai, những cái đầu tư sai đó. Không phải là cứ đi vô làm một bộ phận thì cứ nhắm mắt có dự án thì làm, hoặc là tôi thích nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu, hoặc là tôi đầu tư cho một cái công nghệ nào đó, hoặc là một cái gì đó, một cái disruptive technology, disruption technology nào đó, thì coi như là tôi thích thì tôi chọn. Nó không giống vậy, mà là tôi chọn dựa trên một cái căn cứ nhất định, và cái căn cứ đó là dựa trên cái hiểu biết về mặt business của mình. Thêm một cái nữa là cái bạn mà leader đó lại có cái nhìn tổng quan về overall business của coi như là xã hội cơ. Tại vì họ nhìn vô thì lúc đó họ mới biết được cái khía cạnh nhu cầu của con người, họ hiểu nhu cầu của con người, và họ hiểu được coi như là những cái nhân tố nó làm ảnh hưởng tới về mặt business. Nó phải có cái sense. Và cái sense đó nó cũng không có phải là đến nó hình thành là thông qua đi học đâu. Học chỉ là một phần thôi. Mà là bạn cần phải có một cái sự yêu thích và quan tâm tới những cái yếu tố về kinh tế, chính trị và xã hội. Thì khi mà bạn quan tâm tới những cái đó thì bạn sẽ feel được, bạn cảm nhận được những cái sự thay đổi của xã hội. Nó ảnh hưởng tới kinh tế như thế nào, nó họ ảnh hưởng tới cuộc sống như thế nào. Và bạn nhìn ra được cái chiến lược để bạn gọi là gì đó, vận hành cái tổ chức của bạn, tránh những cái sự đầu tư không đáng có tại những thời điểm mà nó đi xuống. Ví dụ giống như là bạn thấy được thương chiến chẳng hạn, giữa Mỹ với Trung Quốc, bạn thấy được chiến tranh Ukraine chẳng hạn, thì bạn sẽ cảm nhận được và bạn sẽ biết được cái tác động của nó đến nền kinh tế như thế nào, và khi nào thì nó sẽ là cái điểm gọi là điểm mà chạm đáy chẳng hạn, thì bạn sẽ feel được. Thì cái đó nó cũng sẽ impact tới những cái decision making của bạn, và cái đó cũng là một phần trong bức tranh tổng thể mà một cái người mà làm leader người ta phải nhìn ra đó. Tại leader không phải là chỉ là ví dụ tôi sản xuất điện thoại và mọi người thích điện thoại thì tôi sản xuất, không có, không giống vậy ha. Cái kiểu giống vậy chỉ có chết thôi. Bạn có thể thấy là cái ông vườn với lại là xe nhà Vin mà rất nhiều người ghét và cũng rất nhiều người yêu á, đó là ông rất là hay. Ông thức thời ở chỗ nào, ông thấy cái combustion engine á, là cái xe xăng á, nó tới hồi coi như là cáo chung rồi, tại vì ở châu Âu nó ra cái điều luật là về khí thải và nó sẽ cấm tiệt cái chuyện mà sản xuất và bán các cái sản phẩm mà xe mà nó có thể tạo ra cái khí CO2, tức là nó phải yêu cầu là chiếc xe không được thải ra khí CO2 từ năm 2030 chẳng hạn. Thì có lý do gì mà bạn đầu tư vô cái ngành xe xăng để rồi
kết cục của nó là bạn tới thêm 10 năm nữa bạn không bán được, đúng không? Mà không bán được ở thị trường châu Âu với thị trường châu Mỹ thì bạn chỉ là tay chơi ao làng thôi. Ao làng ở đây thì có thể nói là ở trong thị trường Việt Nam thôi. Và với cái ngành công nghiệp mà ô tô á, vì sao mà ông Vườn ông phải nhắm tới coi như là thị trường quốc tế, nhắm tới Mỹ, nhắm tới châu Âu làm gì? Lý do rất là đơn giản. Cái ngành ô tô á, là cái ngành mà nó rất là cần cái thứ gọi là business scale. Bạn không thể nào mà bạn kiếm lời được nhiều nếu như mà bạn một năm bạn chỉ biết bán được vài chục ngàn chiếc xe, bạn lỗ đấy. Và hiện tại thì phải nói rằng là theo suy nghĩ của mình á, thì anh Vượng anh lỗ rất dữ, lỗ nhiều, cực kỳ nhiều cho cái VinFast. Nhưng khi mà bạn bán được chiếc xe đó trên toàn cầu thì bạn có được cái thứ gọi là business of scale. Bạn có thể có được thế mạnh khi đặt hàng đối với các bên thứ ba, bạn thương thảo, bạn lấy được cái giá tốt tại vì bạn yêu cầu họ sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Đấy. Rồi khi mà các bạn nhìn cái anh iPhone với lại là anh Samsung á, cái anh Apple với anh Samsung á, anh Apple anh bán một cái loại thiết bị đi theo nhiều dòng đời, và những cái linh kiện của anh á, anh đặt á, là không phải đặt cho một năm, anh đặt cho 5 năm. Rồi hết 5 năm á, thì anh mới có cái sự thay đổi lớn trên cái sản phẩm của anh. Tại vì sao? Tại vì anh xài chưa hết cái linh kiện mà anh đã đặt. Nhưng mà lý do gì anh phải đặt nhiều như vậy trong khi anh không có thể nào chắc chắn được về xu hướng của thị trường 100%? Là bởi vì đó là business of scale. Ví dụ giống như là nếu mà anh chỉ bán ra được 1 triệu chiếc iPhone, có thể anh phải đặt cái khung thép ở bên trong cho chiếc iPhone á, giá là chẳng hạn như là 100 ngàn đồng một cái. Nhưng mà nếu anh đặt 5 triệu chiếc á, đôi khi giá nó chỉ xuống còn 50 ngàn thôi, ví dụ vậy. Thì likely á, là anh đã lời rồi. Tức là anh sản xuất ra 5 triệu chiếc và anh đã cái chi phí mà sản xuất của anh đã giảm rồi. Tại vì cái khung thép của iPhone mà bỏ trong nhà kho, chi phí tồn kho nó cũng không có quá cao. Thực sự là vậy. Nó khác với chi phí tồn kho của một chiếc ô tô nha, nó khác nhau lắm. Tại vì ô tô nó chiếm diện tích. Và nó có cái sự bào mòn nữa. Đó. Thì cái người mà làm lead á, họ phải có cái tầm nhìn và họ nhìn ra được những cái câu chuyện nó diễn ra ở xung quanh. Và họ nhìn ra được bức tranh lớn. Và nhờ đó thì họ mới đưa ra được những cái quyết định cho cái đội của họ, cái team của họ, hoặc là cái công ty của họ, tổ chức của họ, làm sao để cho nó thức thời và nó đáp ứng được những cái nhu cầu của con người. Tại vì ETN ở đây, mình bán hàng là bán hàng cho con người, chả bán cho ai cả, mình bán cho con người, bán cho doanh nghiệp nhà nước cũng là bán cho con người đó. Có những cái mà mọi người sẽ không có thấy, nhưng mà có rất nhiều thứ nó diễn ra xung quanh các bạn, và đôi khi chúng ta không có cái sự quan sát, và chúng ta không có mong muốn vẽ lại cái bức tranh cho những điều diễn ra xung quanh chúng ta. Mà ở góc độ của một người làm lãnh đạo thì người đó phải hiểu biết về chính trị. Họ có thể không chơi theo kiểu là chính trị bẩn, nhưng mà họ phải hiểu biết về chính trị. Nếu mà họ không hiểu biết về chính trị, họ chết. Đấy. Nhìn đi vô, mà bạn vô một cái công ty hay là bạn làm một cái cơ quan, bạn phải nhìn ra được cái cách dòng tiền nó chu chuyển trong cái công ty đó như thế nào, về cách thức tính toán lãi lỗ, về cách thức mua sắm, tại vì sao lại mua, tại vì sao lại dùng vendor, vân vân. Đó là cái bức tranh toàn cảnh, và bạn kết nối những thứ đó lại với nhau, bạn sẽ nhìn ra được vai trò của từng người trong cái tổ chức của bạn. Và lúc đó thì bạn mới positioning mình, tức là đặt cho mình một cái mục tiêu, đặt cho mình hướng tới một cái vị trí nào đó nếu bạn muốn gọi là phát triển bên trong tổ chức. Hoặc ở một cái bức tranh lớn hơn, đó là bạn nói là tôi muốn kinh doanh, vậy thì tôi position tôi như thế nào, tôi muốn là tôi được người ta gọi là gọi gì đó, nhìn tôi như thế nào.
trong cái bức tranh đó, tôi là người cung cấp dịch vụ, hay là tôi là người sản xuất, hay là tôi là người bán coi như là lao động chất lượng cao, hay là tôi là coi như là người sản xuất phụ trợ cho gọi là tier 2, tier 3 gì đó trong một cái chuỗi dây chuyền sản xuất. Nếu mà bạn không có nhìn ra được cái chuỗi cung ứng và cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng thì bạn làm kinh doanh sao được, đúng không? Bây giờ lấy một cái ví dụ đơn giản là mình đang xài các cái túi ba lô của Epic Design, và họ có một cái lab, cái Andy lab có tầm cái khoảng 10 người thôi. Họ design và họ thử tất cả các cái cách thức mà làm sao để cho tạo ra cái túi mà nó ba lô hoặc là cái backpack mà nó tiện nhất cho các cái photographer. Nhưng mà họ không có sản xuất ở Mỹ. Sản xuất ở Mỹ thì chỉ có lỗ chết thôi, chi phí nó cao. Họ sản xuất chiếc túi đó ở Việt Nam. Giá trị của chiếc túi đó, nếu mà gọi là không có kể chi phí R&D và chi phí phát triển, thì cái chi phí làm ra chiếc túi đó tầm có khoảng 900 ngàn. Một số anh em mua được hàng dư xuất kho, anh em bán lại cái túi đó tầm có khoảng 2 triệu, 1,5 triệu. Đố các bạn Pick Design bán một cái ba lô backpack, một cái ba lô đeo vai giá bao nhiêu? Giá của nó tầm 400 đô, hay nó cách khác là từ 8 triệu tới 19 triệu. Và người ta vẫn mua, tại vì sao? Tại vì cái hàm lượng chất xám trong đó nó nhiều quá. Và không có ai có thể cung cấp được một cái chiếc túi kiểu giống như là Pick Design. Một chiếc túi mà nó khá là giống với cái cách suy nghĩ của Dũng, đó là cái gì gọn tiện và nó professional. Tôi xài, tôi không cần đẹp, tôi không cần fancy, tôi cần gọn tiện. Nó cũng giống như là cách Dũng mua xe hay là mua áo quần vậy thôi. Dũng không quan tâm tới cái chuyện đẹp, Dũng quan tâm tới cái chuyện nhìn được, nhưng mà phải đầy đủ chức năng và phải dễ xài, phải đáp ứng được cái nhu cầu của Dũng trong công việc vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Thì cái khả năng connecting the dot, khả năng nhìn được bức tranh toàn cảnh, khả năng hiểu được tất cả các cái hoạt động bên trong tổ chức và hoạt động giao thương kinh tế ở bên ngoài, nó sẽ giúp cho những cái người leader trở nên vượt trội so với những người khác. Đó. Dũng có phải cái người giống vậy không? Dũng nghĩ không, Dũng chỉ là học sinh thôi. Cũng chịu khó quan sát, cũng chịu khó học hỏi, cũng chịu khó nhìn mọi thứ xung quanh đấy, để mà nhìn và phân tích những chuyện gì nó đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng mà vì Dũng là một người lười, cho nên là Dũng chả có cái tham vọng gì quá lớn lao đâu. Chỉ là ví dụ giống như ai mà đặt niềm tin vô Dũng thì Dũng sẽ cố gắng giúp người ta thôi. Đấy, thì nói như thế nào nhỉ? Các bạn đừng đặt cho mình một cái mục tiêu là trở thành giám đốc, hay là trở thành trưởng phòng, hay là trở thành gì đó, ông chủ tịch tập đoàn. Những cái mục tiêu đó nó sai lắm, nó không có đúng. Bạn hãy đặt cho mình cái mục tiêu rằng là mình hiểu biết được cái thị trường, mình hiểu được tâm lý của người dùng, và mình có thể sản xuất ra được một cái sản phẩm, hoặc là mình có thể kinh doanh được một cái loại sản phẩm nào đó và mình thành công trên đó, hoặc mình là một cái người có thể giúp sức cho một cái doanh nghiệp trong một cái lĩnh vực nào đó. Ví dụ giống như là khả năng của Dũng là về quản lý, phát triển con người, đặc biệt là về khía cạnh bên kỹ thuật, bên ngành công nghệ thông tin đó, thì Dũng có thể giúp được người ta. Hoặc là ví dụ giống như là Dũng position Dũng theo cái hướng đó là làm sao để mà giúp cho một cái tổ chức mà nó sustain, nó phát triển bền vững. Thì Dũng không phải là anh sale, mặc dù rằng là đi nói chuyện này kia thì Dũng cũng trông có vẻ giống anh sale đó, nhưng mà Dũng không phải là anh sale, và Dũng không có mục tiêu là bán được hàng nhiều và tốt. Mà cái thứ mà Dũng mong chờ đó là đem lại những cái điều tốt đẹp hơn cho cái tổ chức của Dũng, hoặc là cho những khách hàng của Dũng. Hết chuyện đấy, nói như vậy thôi. Thì
khi mình chọn cho mình một cái profile thì mình phải biết được rằng là, hay là một cái position, thì mình phải biết được cái cách để mà gọi là đầu tư cho mình. Và một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng đó là kỹ năng connecting the dot. Và kỹ năng thứ hai là kỹ năng matching. Nó cũng là connecting the dot, nhưng matching thì nó khác một chút, thì cái đó thì Dũng sẽ share sau với mọi người. Ok. Chúc các bạn có một ngày thứ sáu gọi là thành công và cuối tuần vui vẻ. Thì Dũng sẽ quay clip vào tuần sau để chia sẻ với mọi người những cái chủ đề khác. Ok. Bye bye mọi người.